Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc Công an Thừa Thiên Huế. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc tuần này gồm những nội dung đáng chú ý sau: phóng sự tăng cường xử lý xe buýt vi phạm. Phần cuối chuyên mục là một tấm gương tiêu biểu trong công tác vận động người dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bây giờ là phần tin phản ánh về một số hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh trong tuần qua. Ngày 16 tháng 7 tại Thừa Thiên Huế, Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá tình hình dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống kho vật chứng trong lực lượng công an nhân dân. Đến dự và chỉ đạo có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Long, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đại biểu đến từ công an các đơn vị địa phương. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an đánh giá, xuất phát từ thực trạng và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Bộ Công an đã phê duyệt dự án tổng thể để đầu tư xây dựng công trình hệ thống kho vật chứng trong lực lượng công an nhân dân. Theo đó, dự án được triển khai, tổng mức đầu tư phê duyệt hơn 996 tỷ đồng với 731 kho vật chứng. Tính đến nay, dự án đã đầu tư xây dựng được một khối lượng lớn kho vật chứng phục vụ công tác cho công an các đơn vị địa phương. Các công trình đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong triển khai thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ giải quyết những vấn đề còn tồn tại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Ngày 16 tháng 9, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề đối với lực lượng cảnh sát khu vực đợt 2 năm 2019. Tham gia lớp học có 113 đồng chí là chỉ huy cấp đội, công an phường, xã, thị trấn, phụ trách công tác cảnh sát khu vực thuộc công an các địa phương. Tại khóa học, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã quán triệt đến các học viên những chuyên đề nội dung về công tác nắm tình hình, phân loại và giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, công tác quản lý, giáo dục đối tượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hướng dẫn hoạt động cho bảo vệ dân phố, công tác nghiệp vụ cơ bản theo chức năng của cảnh sát khu vực. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, mong rằng các học viên sẽ học tập nghiêm túc, trao đổi thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực vững mạnh về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Dự kiến lớp học sẽ tổ chức trong 7 ngày. Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 12 năm 2019 do Bộ Công an phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Công an Thừa Thiên Huế đạt nhiều kết quả xuất sắc. Tham gia kỳ liên hoan năm nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có 10 tác phẩm dự thi ở các thể loại chuyên mục an ninh trật tự, các tác phẩm báo chí, chương trình chuyên biệt theo format ANTV, tác phẩm phát thanh và người dẫn chương trình. Trong đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 giải C và 2 bằng khen. Với các tác phẩm Tự hào mang họ Bác Hồ, 7 tín dụng đen và chuyên mục an ninh trật tự đạt huy chương vàng, 2 tác phẩm Phòng chống cát tặc nhìn từ nhiều phía, Bí mật trong chiếc xe tăng đạt huy chương bạc. Ở nội dung thi phát thanh viên và người dẫn chương trình đã đạt 1 huy chương bạc và 1 giải C. Với những kết quả trên, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong top 3 đơn vị có thành tích cao nhất liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 12 năm 2019. Cũng trong kỳ liên hoan năm nay, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt huy chương vàng với tác phẩm Toàn cảnh về dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, xe buýt là phương tiện giao thông vận tải công cộng phổ biến, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông đô thị. Tuy nhiên, hiện nay, một số phương tiện xe buýt trên địa bàn tỉnh đang dần xuống cấp, chất lượng an toàn kỹ thuật và khí thải không đạt tiêu chuẩn. Cùng với đó là việc đón trả khách không đúng quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, khiến hoạt động của xe buýt tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế. Bám đuôi chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 75B01042 ngay khi xe này vừa rời khỏi bến, chỉ chưa đầy 100m, tài xế đã điều khiển phương tiện tấp vào bên đường để đón khách. Điểm đỗ đầu tiên này không phải là điểm dừng đỗ đón khách theo đúng quy định.
Liên tục ngay sau đó, xe cứ chạy được một quãng, hễ có người vậy là dừng lại, bất kể có đúng quy định pháp luật hay không. Khi tài xế điều khiển xe vừa chạy vào địa phận thị xã Hương Thủy thì đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện xe buýt này không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật. Lốp đã bị mòn sắt, cần điều khiển không thể sử dụng linh hoạt. Trang thiết bị đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù biết rõ là vi phạm luật giao thông đường bộ, nhưng người tài xế này vẫn liên tục tìm lý do để biện minh. Xe buýt thì khách thì họ đón thì cũng cho lên thì cũng được, mà cho lên thì vi phạm. Đi giờ cuộc sống muốn sinh xe khách thì đương nhiên là phải đón, nhưng xe cũng có khách được, mà chạy bắt lộ. Theo thống kê, tại tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có 3 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Đức là doanh nghiệp có số xe buýt lớn nhất với 61 đầu xe, khai thác 8 tuyến xe buýt trên địa bàn toàn tỉnh. Sau nhiều năm đưa vào khai thác và sử dụng, hiện nay các xe buýt của công ty này đa phần đều đã xuống cấp, hư hỏng. Thiết bị giám sát hành trình một số xe hoạt động không tốt, thường xuyên mất tín hiệu, không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để lưu thông. Phần lớn các xe chạy không đúng giờ, đón trả khách không đúng quy định. Hiện nay, theo tôi thấy thì các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thì phần lớn là có sử dụng những xe có tuổi đời cao. Một số xe đã được mua cũ từ các tỉnh khác về. Thì khi các xe tuổi đời cao thì cái hình dáng bên ngoài, hình thức cũng như nội thất là cũ kỹ. Đối với những xe này thì chủ phương tiện cần phải thường xuyên theo dõi để sửa chữa khắc phục giữa hai kỳ kiểm định mới đảm bảo tình trạng kỹ thuật khi lưu hành trên đường. Chủ phương tiện thì cũng cần phải đầu tư thay thế những xe đã có tuổi đời quá cao, cũ kỹ, cũng như là chủ động sửa chữa, sớm sửa nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật cũng như là tính thẩm mỹ. Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe buýt vi phạm. Đồng thời, sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh xe buýt, xe khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bám sát kế hoạch của Ban Chỉ huy phòng, thì yêu cầu là cả cái tổ công tác cán bộ chiến sĩ là tuần lưu phát hiện kiểm tra và xử lý về các cái loại phương tiện này, đặc biệt về các cái lỗi như là đón trả khách và các cái lỗi về là an toàn kỹ thuật, thì nhằm là tuyên truyền cho là doanh nghiệp và lái xe là nâng cao cái chất lượng phục vụ và yêu cầu cái doanh nghiệp phải thường xuyên là kiểm tra về cái yếu tố an toàn kỹ thuật để là phục vụ cho người dân đi lại tốt hơn, và cái mục đích cuối cùng là đảm bảo an toàn giao thông. Trong thời gian tới, các đơn vị doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt cần nhanh chóng có kế hoạch đầu tư mua mới hoặc sửa chữa, nâng cao chất lượng các phương tiện xe buýt, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn về kỹ thuật, cũng như tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ cho tài xế, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chuyển qua một số thông tin khác, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức tuyên truyền pháp luật và tặng 100 xe đạp cho các em học sinh tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Trước đó, nhân dịp Tết Trung thu, đơn vị đã tổ chức tặng quà cho con em cán bộ chiến sĩ, bà con trong khu vực đóng quân và 25 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiệu học. Cùng trong đợt này, Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuyên truyền pháp luật và tặng 75 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên chăm ngoan, học giỏi trên địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền và huyện Phú Lộc. Số tiền này là do nhiều nhà hảo tâm đến từ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhân văn của Phòng Cảnh sát Giao thông và các nhà hảo tâm, góp phần tiếp sức cho các em đến trường, nhất là ở các xã điều kiện đi lại cách trở xa xôi. Ngày 18 tháng 9, Hội thi đua Cảnh sát Nhân dân 2 Công an Thừa Thiên Huế tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới.
Tại đây, đại diện khối thi đua cảnh sát nhân dân 2 đã tặng 15 suất quà tổng trị giá 4.500.000 đồng cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Kê 2, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. Cũng trong dịp này, khối thi đua cảnh sát nhân dân 2 đã tổ chức bàn giao tuyến đường Klung Nghinh dài 50 mét thuộc xã Hồng Thủy. Việc xây dựng tuyến đường này đã hỗ trợ phục vụ cho 5 hộ gia đình sinh sống gần khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 60 gia đình đang sản xuất tại cánh đồng Klung Nghinh vận chuyển nông sản đi qua đây. Đây là những hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đối với bà con nhân dân xã vùng cao. Tối ngày 17 tháng 9, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ra quân tổng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Hàng chục cán bộ chiến sĩ của hai đơn vị cùng với các phương tiện công cụ hỗ trợ đã ra quân tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường, qua đó đã phát hiện hơn 30 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ với các lỗi chủ yếu là lạng lách, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn và nhiều lỗi khác. Hiện đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện để xử lý theo quy định. Thưa các đồng chí và các bạn, được người dân tín nhiệm và bầu làm tổ trưởng tổ dân phố thôn Úc Mậu, thị trấn Sìa, huyện Quảng Điền, ông Nguyễn Xuân đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa mới. Trước đây, ở thôn Úc Mậu, người dân vẫn duy trì những thói quen không phù hợp trong việc tổ chức các lễ hiếu, hỷ. Việc tổ chức tiệc tùng, ăn uống, kéo dài, gây tốn kém tiền của, mất thời gian, công sức, rồi tình trạng rượu vào lời ra, dẫn đến không ít vụ mâu thuẫn, xích mích. Nhưng thấy nhiều bất cập tồn tại trong thói quen sinh hoạt, ông Nguyễn Xuân đã trăn trở tìm giải pháp tháo gỡ. Ông sắp xếp thời gian đến từng hộ gia đình nói chuyện với người lớn tuổi có uy tín để phân tích về những tác hại, ảnh hưởng tiêu cực đối với việc lạm dụng tổ chức tiệc rượu. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, ông kiên trì đến từng hộ gia đình thuyết phục vận động. Đến nay, người dân thôn Úc Mậu từng bước dần xóa bỏ những tục lệ, thói quen không tốt để cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa mới. Trong cả cái cuộc họp hoặc là trong cả cái hội nghị cũng hay nhắc nhở, và nhất là những cái gia đình mà có đã tang ma thì họ chủ cũng là nhắc nhở không được là rải vàng mà khi đưa tang, thì cái đó cũng triển khai cũng cả năm đi, thì bây giờ bà con cũng chấp hành rất là tốt. Để nắm rõ tình hình liên quan đến an ninh trật tự và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, ông thường xuyên tham gia các buổi họp cột cán do lực lượng công an tổ chức nhằm góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm. Ông Nguyễn Xuân thường xuyên đến các hộ gia đình có kho xưởng, cửa hàng kinh doanh, các hộ độc thân là những nơi thường bị các đối tượng trộm cắp nhằm đến để nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản an toàn, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ẩn náu hoạt động. Từ những việc làm thiết thực gần gũi, ông Xuân dần trở thành một thành viên thân thiết với các gia đình ở thôn Úc Mậu. Những cái công việc mà đồng chí Xuân đã làm được, một là về vận động bà con nhân dân trong tổ dân phố thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cái thứ hai là nhiệt tình, năng nổ, sống sáo trong công việc, kịp thời trực tiếp giải quyết mọi cái mâu thuẫn giữa bà con hàng xóm trong tổ khu phố đạt hiệu quả cao. Cái thứ ba là đã chủ động cùng với tập thể trung cấp ủy, ban điều hành mặt trận đã xây dựng những cái quy ước, quy chế như là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, rồi là quy chế tang lễ không rải vàng mã, cho nên hiệu quả những năm qua thì đồng chí Xuân một trong những đồng chí tổ trưởng mà được cấp trên cũng là đánh giá cao. Dành nhiều tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ông Nguyễn Xuân luôn nỗ lực duy trì vai trò làm cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Gần gũi và hiểu được dân, ông đã tham mưu cho chính quyền và lực lượng chức năng xây dựng những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự đạt hiệu quả, phù hợp với thực tế thôn Úc Mậu. Những nỗ lực của ông Nguyễn Xuân được ghi nhận đánh giá cao. Cá nhân tôi đánh giá cao trong quá trình nỗ lực của bác Nguyễn Xuân trong việc cung cấp tin báo phối hợp hòa giải mâu thuẫn tại khu dân cư, góp phần
có phần cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự. Là một tấm gương sáng ở địa phương trong việc chấp hành và vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, ông Nguyễn Xuân nhiều lần được Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, Công an tỉnh tặng giấy khen. Nhìn lại những điều mình đã làm và được sự yêu mến của bà con nhân dân, ông Nguyễn Xuân luôn xem đây là nguồn động viên to lớn để ông tiếp tục cống hiến và nỗ lực nhiều hơn nữa với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục truyền hình vì an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyên mục phát sóng vào lúc 20:20 ngày thứ Năm và được phát lại vào lúc 11:50 ngày Chủ nhật, 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần trên sóng truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.